Bạn tin vitamin sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh hay nước ép giúp giải độc cơ thể? Đó là một trong những sự thật sai lầm mà bạn vẫn tin sai cổ mỗi ngày. Và đây là cách khoa học vạch trần. Bột ngọt khi chúng ta mỏi mệt. Lầm tưởng này đến từ bài viết của một bác sĩ trên tuần báo Y học Anh Quốc vào năm 1968. Ông đưa ra một thuật ngữ là hội chứng nhà hàng Trung Quốc để mô tả một loạt các triệu chứng bao gồm tê liệt và suy nhược. Tuy nhiên, mặc cho các cáo buộc về tác dụng của bột ngọt của vị bác sĩ này, theo Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, bột ngọt có thể ảnh hưởng đến một số ít người sử dụng với số lượng rất lớn khi dạ dày rỗng, nhưng nó hoàn toàn an toàn cho mọi người. Cà phê kích sự phát triển của trẻ em. Tất nhiên, không có bằng chứng nào đủ chắc chắn để chỉ ra tác hại của cà phê với sự phát triển xương của trẻ em. Ở người lớn, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng việc tiêu thụ caffeine tăng lên có thể hạn chế một phần việc hấp thụ canxi, nhưng tác động quá nhỏ đến mức chỉ cần một muỗng sữa sẽ cân bằng lại các tác động tiêu cực của một tách trà hay cà phê. Và kẻ đứng sau hiểu nhầm này đều là quảng cáo, bắt nguồn từ quảng cáo của một hãng quảng cáo ngũ cốc có tên là CW Boss, đã đưa ra một quảng cáo cho một loại thức uống buổi sáng có tên là Boston như một giải pháp thay thế cho cà phê. Mặc thật nhiều áo ấm sẽ hết lạnh. Nhiều người tưởng bị cảm do ăn mặc không phanh. Virus cảm lạnh mới là thủ phạm đằng sau tất cả. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc ra ngoài vào mùa đông với mái tóc chưa khô có thể gây cảm lạnh. Các nhà khoa học cho rằng việc chúng ta di chuyển xa khu dân cư vào mùa đông rút ngắn khoảng cách lây lan của virus từ người này qua người kia. Do đó, mật độ và tốc độ phát triển của virus nhanh hơn. Vì thế, thời gian nhiễm bệnh và phục hồi đều thấp hơn. Uống nhiều vitamin sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Nhiều quảng cáo luôn khiến chúng ta nghĩ vitamin là một loại thần dược. Một vỉ vitamin mỗi ngày có thể giúp đẩy lùi mọi virus gây bệnh. Nếu thực thế thì người ta không đau đáu nghiên cứu những phương pháp chữa những căn bệnh nan y suốt hàng thập kỷ này. Hơn thế, một số báo cáo cho thấy sử dụng vitamin quá liều còn tăng nguy cơ gây ra một số bệnh ung thư. Rượu trước bia sau chỉ có chết, bia trước rượu sau thì chẳng sao. Có thể bạn đã từng nghe mọi người rỉ tai nhau về mẹo uống bia rượu trước đây. Vậy thực hư như thế nào? Tất nhiên là không đúng rồi. Vì với bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, sử dụng thiếu kiểm soát sẽ gây ra những kết quả tệ hại thôi, dù bia hay rượu. Tuy nhiên, có một cách lý giải cho lời truyền miệng trên. Một số nghiên cứu cho thấy những người uống đồ uống có cồn hỗn hợp sau khi uống sẽ ít có khả năng kiểm soát tiểu lượng và do đó sẽ uống được nhiều hơn. 90% thân nhiệt dẫn qua phần đầu. Theo tiến sĩ Aaron Akarot và bác sĩ Rajesh Varman, tác giả của cuốn sách Đừng nuốt kẹo cao su, những lầm tưởng, sự thật nửa vời và những lời nói dối trắng trợn về cơ thể và sức khỏe của bạn cho biết, thân nhiệt dẫn qua bất kỳ phần cơ thể nào tiếp xúc trực tiếp với môi trường chứ không riêng gì phần đầu. Thế nên nếu bạn quên ở mũ vào ngày trời se lạnh thì nhiệt độ cơ thể thoát ra qua phần đầu. Chỉ bơi sau khi ăn 1 giờ đồng hồ, nếu không sẽ bị chết đuối. Người lớn hay dặn trẻ nhỏ chỉ được bơi sau khi ăn xong 30 phút đến 1 tiếng. Phần đông giải thích rằng sau thời gian ăn, máu trong cơ thể sẽ vận chuyển đến dạ dày nhiều hơn để giúp tiêu hóa thức ăn, nên lượng máu đến cơ bắp thấp hơn dễ gây ra hiện tượng chuột rút. Thực tế chẳng hề có bằng chứng về sự liên quan của việc chết đuối, chuột rút tới việc bơi lội với một cơ thể đang no. Nếu chẳng may gặp tình trạng này, hãy thả lỏng cơ và gọi nhanh người gần nhất để giúp đỡ. Tốn 7 năm để tiêu hóa kẹo sinh gôm nếu chẳng may nuốt phải. Nhiều người vô cùng lo ngại cho thư ký truyền thông Sean Spicer của Trump khi ông này mỗi ngày ăn mà nuốt gần nửa lọ kẹo sinh gôm. Thực ra thì ông ta sẽ không sao vì kẹo sinh gôm cũng tương tự như những ăn khó tiêu hóa không cần thiết cho cơ thể sẽ đi vào ruột và bị đào thải ra ngoài. Mỗi loại rượu sẽ được khác nhau đến hành vi say xỉn. Vài người nói rằng khi uống rượu, họ thường buồn ngủ. Uống bia, họ thường căng thẳng. Uống whisky, họ thường muốn cãi vã. Nhiều nghiên cứu khoa học được tiến hành cho chúng ta thấy học cách ứng xử trong khi say rượu. Và hành vi say rượu thực tế là sự hồi đáp những hành động trực tiếp dựa theo những kỳ vọng ban đầu. Nước ép giúp giải độc cơ thể. Đây là một trong những hiểu lầm cực kỳ tai hại. Trước hết, cơ chế tự nhiên của cơ thể luôn tự loại bỏ các chất độc hại qua gan, thận và đường tiêu hóa. Nước ép không giúp đẩy nhanh quá trình này. Thứ hai, nước ép trái cây vô tình loại bỏ những chất xơ bổ dưỡng có trong trái cây, rau củ và các loại nước ép có hại cho bạn không thua kém gì soda. Bạn phải uống độ 8 ly nước mỗi ngày. Việc giữ nước cho cơ thể là rất quan trọng, nhưng phải uống đúng 8 ly nước một ngày thì chưa hẳn. Các nghiên cứu tiến hành nhiều thí nghiệm trên người khỏe mạnh để không thấy sự liên quan của lượng nước vào cơ thể với các bệnh lý về thận, tim, da hay nồng độ natri. Tuy nhiên, nước lọc là loại đồ uống tốt nhất cho cơ thể, đặc biệt là với những người cần ăn kiêng. Dù sao, hãy uống nước ngay khi cơ thể thấy khát, nhưng bạn không cần phải cố đến số ly nước hàng ngày đâu nha.